Thanh Ha Hoa Vàng và Xuyên Tâm Liên là hai vị thuốc được các nhà khoa học tại Hồng Kông và Hoa Kỳ sử dụng để điều chế thuốc phòng trị loại virus gây ra dịch hô hấp cấp SARS vào năm 2002. Giờ đây, bộ đôi Thanh Hoa Hoa Vàng và Xuyên Tâm Liên tiếp tục được các nhà khoa học trên thế giới đưa vào các bài thuốc phòng trị COVID-19 do chủng SARS-CoV-2 gây ra. Tại Việt Nam, với dây chuyền sản xuất và công nghệ hiện đại, các tinh chất tốt nhất của Thanh Hoa Hoa Vàng và Xuyên Tâm Liên đã được chiết xuất và bào chế thành các viên nang SuperHub 2.0. SuperHub 2.0 có khả năng thải độc cho cơ thể, kháng, ức chế virus SARS-CoV-2, giảm triệu chứng ho, đi ngoài, cải thiện khả năng miễn dịch, phục hồi tổn thương phổi do virus, vi khuẩn, qua đó tăng cường chức năng hô hấp. Xin kính chào quý vị và bà con. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Thuốc Nam cho người Việt, Nam Dược trị Nam Nhân được phát sóng từ 10 giờ 25 phút cho đến 11 giờ 20 phút các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTC16. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội và hơn 520.000 ca đã được ghi nhận là F0. Trong 2 tuần vừa qua, số ca nhiễm mới đã tăng đến 343%. Những ngày gần đây trung bình hơn 27.000 ca một ngày và ngày cao nhất ghi nhận hơn 32.000 ca. Kết quả giải trình tự gen cho thấy là ghi nhận 80% nhiễm biến chủng Omicron, trong đó biến chủng phụ BA.2 hay còn gọi là chủng tàng hình chiếm ưu thế. Biến chủng BA.2 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần so với biến chủng Omicron gốc là BA.1, đồng thời có thể tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc khoảng 30%. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương, ngoài việc đặt nhiệm vụ phòng chống dịch lên hàng đầu, thì cần phải tổ chức tổ hỗ trợ quản lý và điều trị F0 tại nhà, bởi 95% F0 ở thể nhẹ và không triệu chứng. Bởi ngay cả những người mắc COVID-19 không triệu chứng thì vẫn có nguy cơ phải đối mặt với những di chứng hậu COVID và đặc biệt là những tổn thương về phổi, tim và trí não. Đó chính là lý do mà ngày hôm nay chúng tôi đã lựa chọn chủ đề tư vấn hỗ trợ điều trị và phục hồi sức khỏe hậu COVID tại nhà bằng y học cổ truyền. Chương trình có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam, giảng viên cao cấp Học viện Quân y. Xin được cảm ơn bác sĩ đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, xin kính chào các vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Ngọc Trâm. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe SuperHub 2.0, sản phẩm được cấp phép lưu hành bởi Bộ Y tế với thành phần là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý, gồm có thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo. Những thảo dược quý khi mà kết hợp với nhau thì sẽ có tác dụng nâng cao sức đề kháng cho đường hô hấp và phục hồi tổn thương chức năng phổi. Và ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi điện về tổng đài miễn cước của chương trình 02-444-555-677 để được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá Do tư vấn trực tiếp. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những di chứng hậu COVID và nhất là với những di chứng đối với lá phổi của chúng ta. Và tại sao mà thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo lại có thể giúp chống nhiễm khuẩn đường hô hấp và phục hồi chức năng phổi? Có khoảng hơn 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu COVID-19. Các nghiên cứu đã chỉ ra những di chứng thể chất có thể gặp như sơ phổi, đột quỵ, tổn thương thận cấp, huyết khối tĩnh mạch, mệt mỏi. Và những di chứng về tâm lý, tinh thần như suy giảm nhận thức, mất ngủ, vấn đề về trí nhớ, trầm cảm. Tuy gây tổn thương đa cơ quan, nhưng hậu quả nghiêm trọng nhất là sơ hóa phổi, tắc mạch phổi. Đây là hai tình trạng di chứng phổi rõ ràng và nặng nề nhất ở hội chứng hậu COVID-19 với biểu hiện hô hấp thường là tình trạng khó thở, các mức độ từ nhẹ đến nặng, ho kéo dài, đau tức ngực, suy giảm chức năng hô hấp, khó thở, thậm chí là không thể thở được. Khi chưa có sự xuất hiện ồ ạt của kháng sinh Tây Y, thì từ những năm 1990 trở về trước, thanh hao hoa vàng và xuyên tâm liên chính là hai vị thuốc đặc trị được dùng khá phổ biến trong việc điều trị các chứng bệnh về đường hô hấp ở nước ta. Thanh hao hoa vàng hay thanh cao hoa vàng, ngải hoa vàng, ngải si, cây có vị đắng, cay, tính lạnh. Ngày nay, thanh hao hoa vàng được dùng để điều trị các chứng bệnh run sán, sốt rét, ung thư, viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp, HIV. Cây xuyên tâm liên hay còn gọi là cây lá đắng. Xuyên tâm liên có tính mát, vị đắng. Theo y học cổ truyền, xuyên tâm liên có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trị các bệnh về đường tiết niệu, tiêu chảy, dạ dày, các chứng bệnh về đường hô hấp và bệnh xương khớp.
Các nghiên cứu trong y học hiện đại cho thấy tất cả các bộ phận của cây xuyên tâm liên đều chứa một lượng lớn các hoạt chất, hợp chất kháng khuẩn, ức chế vi khuẩn, virus. Các hoạt chất, hợp chất có tính kháng mạnh này đặc biệt phù hợp trong điều trị các chứng bệnh viêm đường hô hấp do vi khuẩn, virus. Sự kết hợp các chiết xuất từ các vị thuốc quý thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ tăng cường chức năng hô hấp, hỗ trợ điều trị tổn thương phổi do virus, vi khuẩn, chống nhiễm khuẩn đường hô hấp. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hồ Bá Do, hiện nay thì có tới hơn 97% bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 đang điều trị tại nhà và trong bối cảnh là mỗi người sẽ nhiễm một cái chủng biến thể khác nhau và đặc biệt là tùy theo cơ địa của mỗi người lại có những cái triệu chứng khác nhau. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích là đối với những người mà nhiễm biến chủng Omicron, đặc biệt là ở tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là những nơi có rất là nhiều ca bị nhiễm đang là F0 thì sẽ có những cái triệu chứng điển hình như thế nào ạ? Vâng, xin kính chào, kính thưa các quý vị. Chúng ta biết cái thông báo mới đây, gần đây nhất chắc cách đây vài bữa hôm của Bộ Y tế thì đã nói rõ cái tình hình mắc chủng Omicron mà có cái tàng hình, cái chủng phụ, BA.2, thì đã nêu rõ với cái tỷ lệ mắc hiện nay sau khi chúng ta giải trình tự gen thì ở Hà Nội là 87% là nhiễm chủng Omicron, ở Thành phố Hồ Chí Minh 76% là nhiễm Omicron. Và chúng tôi biết là ở Hà Nội thì 20 quận huyện trên tổng số 30 quận đã nhiễm Omicron qua cái trình tự gen. Và chúng ta biết là nếu có giải trình tự gen đối với các tỉnh khác thì vẫn có thể phát hiện được. Tức là tóm lại hiện nay là cái tỷ lệ mắc Omicron trên thế giới cũng như Việt Nam thì đang có xu hướng ngày càng tăng lên. Và đặc điểm cái chủng này thì chúng ta biết là nó có đặc tính là nó lây rất nhanh nhưng lại ít khi nó vào phổi, xuống phổi. Cho nên nó gây triệu chứng nặng ít hơn không nghĩa là không có. Nhưng mà về triệu chứng điển hình thì chúng tôi biết là đến 80-90% là ở thể không triệu chứng và thể nhẹ. Đấy là thông báo của giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế cách đây khoảng một tuần. Thì rõ ràng là nó chỉ có mỗi triệu chứng là gì ạ? Đau đầu nhẹ, mệt mỏi, chảy nước mũi một tí, đặc biệt là có đau họng, đau rát họng, viêm họng. Thế thôi, chấm hết. Và ngoài ra cái chuyện khó thở này nọ ở mức độ nặng hơn ở các bệnh viện, ở những người có bệnh nền thì thôi là tao nói, nhưng triệu chứng phổ biến là nhẹ và không triệu chứng và nhẹ là chiếm khoảng 80-90%. Thế thì mà cái triệu chứng như vậy mà đặc biệt là người ta quan sát là cái mất khứu giác, mất mùi của cái chủng Delta cũ thì rõ hơn, nhưng đối với cái chủng Omicron thì 80-90% là không bị mất mùi, tức là mất vị là vẫn bình thường, cho nên hoàn toàn bình thường. Thì đây là cái chủng mà nó đang biến đổi. Thì hy vọng thế giới là nó sẽ về một cái chủng nó lành hơn. Thì đó là chúng ta mong cái tin vui đó thôi. Nhưng hiện nay thì tình trạng lây lan nhanh bởi cái chủng này và các cái tác dụng không triệu chứng và tình trạng tái nhiễm. Tình trạng tái nhiễm hiện nay chỉ sau 1 tháng hoặc 3 tháng lại tái nhiễm. Mặc dù người đó mắc cách đây 1 tháng, bây giờ lại mắc lại. Có thể mắc lại cái chủng đó hoặc mắc lại cái biến chủng phụ khác. Và có thể kết hợp với hiện nay ở Vương quốc Anh, ở nước Anh, cách đây khoảng 2 tuần, người ta phát hiện, họ đang nghiên cứu rất kỹ là trên một người nhiễm 2 chủng Delta và Omicron. Và nó tạo thành một cái chủng lai, tức đặt tên là Delta Crohn. Đấy là Vương quốc Anh, nước Anh đang nghiên cứu rất sâu về vấn đề này. Chúng ta cũng không loại trừ, có khi nó kết hợp nhiễm cả Delta, cả Omicron, thành với lai, chủng lai là Delta Omicron, như của Vương quốc Anh. Thì đây là rất nhiều vấn đề, nhưng tóm lại, triệu chứng hết sức đơn giản. Vâng, và thưa bác sĩ Hồ Bá Do, hiện nay thì lại có một cái tình trạng đó là những người mà không may mắc phải COVID-19 thì đã tự ý là mua thuốc kháng sinh về để điều trị tại nhà. Và điều này thì không nên, bởi vì nó tiềm ẩn rất là nhiều những nguy cơ ạ. Vừa có thể là sẽ dẫn đến tình trạng kháng sinh và nếu như không may thì còn nguy hiểm đến tính mạng cơ ạ. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích sâu hơn để quý vị khán giả có thể lường trước những cái nguy cơ khi mà chúng ta tự điều trị bằng kháng sinh tại nhà. Vâng ạ, có 2 vấn đề. Thứ nhất là trước hết là các cái thuốc điều trị tại nhà mà như là gọi là Monopiravir rồi Remdesivir là cái thuốc mà Bộ Y tế là sử dụng cho bệnh nhân thể nhẹ và thể vừa ngay sau khi nhiễm mầm bệnh virus corona. Thế nhưng mà có một điều là Bộ Y tế quy định rất rõ ràng là phải theo hướng dẫn của Bộ Y tế, vì đã gọi là thuốc là phải bác sĩ kê đơn. Và bây giờ lại có mức độ là vì cái tình trạng là nhiều người mắc quá và bà con thì hoảng loạn đi mua, mà nhiều nguồn ở Nga về, người Trung Quốc thì tất cả là xách tay, thế rồi bán ở trên cửa hàng dược cũng rất nhiều hãng,
Và mặc dầu Bộ Y tế cho phép ba cái hãng tự sản xuất ở Việt Nam chúng ta, Monubiravir, nhưng mà đó là những cái thuốc có những tác dụng phụ đặc biệt mà theo chỉ định đặc biệt của bác sĩ. Tôi lấy ví dụ là phải dùng những người trên 18 tuổi và trẻ em không được dùng, bởi vì nó có tác dụng phụ của nó là tác động đến cơ xương, rồi đến với vấn đề sinh sản đối với nam giới và đối với nữ giới. Cho nên là có chỉ định rất chặt chẽ, vì không có thời gian chúng ta không đi sâu vào. Nhưng mà chúng ta lại tự đi mua. Mà bây giờ là Bộ Y tế cho phép là các cửa hàng dược có thể kê đơn. Thế thì nếu cửa hàng dược mà là dược sĩ thì còn tạm gọi được, vì kê đơn là phải bác sĩ. Thế nhưng mà cũng có tạm gọi được trong cái điều kiện đặc biệt. Thế nhưng có một điều là thực sự mà nói, khoảng 10.000 cửa hàng thuốc ở Việt Nam chúng ta, thì những người đứng cửa hàng thuốc chỉ có biển là dược sĩ thôi. Còn những người đứng có thể là dược tá hoặc dược trung. Thế thì làm thế nào họ kê đơn rồi điều trị được? Thì đấy là một cái cũng bất cập thật. Nhưng mà bà con cứ lo nghĩ tự đi mua về rồi mua trên mạng, và trên mạng thì nhiều lắm. Người đến hàng đến tận nơi, không biết là thuốc ở mức độ tôi chưa nói thật giả, tôi chưa nói chất lượng của thuốc, nhưng ảnh hưởng đặc biệt các tác dụng phụ. Đấy, chúng ta không nói nhiều về tác dụng phụ vì không có thời gian. Nhưng để nói đây là cái việc, thứ nhất là như MC vừa nói, sự nhờn thuốc, nhưng mà sợ nhất là cái tác dụng phụ. Mà tác dụng phụ này không phải là ngay lập tức đâu, mà có thể tồn tại sau này. Thì đây là cả một cái thế hệ con cháu chúng ta mà ảnh hưởng đến vấn đề vô sinh, rồi những vấn đề khác nữa thì rất là phiền, có chỉ định rất chặt chẽ cơ. Vâng. Vâng, và rõ ràng là trong khi mà các loại thuốc Tây y điều trị COVID-19 đã mang lại những cái phản ứng phụ, những cái tác dụng không mong muốn, thì trong y học cổ truyền Việt Nam lại có không ít những vị thuốc được đánh giá là rất an toàn và hiệu quả trong việc bồi bổ sức khỏe và nâng cao sức đề kháng, cũng như là cải thiện khả năng miễn dịch một cách hiệu quả và lâu dài. Từ đó thì có thể kể đến cái sự kết hợp của thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về hoạt chất sinh học có trong ba loại dược liệu này, cũng như là cái ý nghĩa khi mà chúng ta kết hợp các loại dược liệu này với nhau ạ? Vâng, thực tế mà nói, ở trên dược trường rồi trên mạng cũng lưu hành rất nhiều cái sản phẩm mà hỗ trợ điều trị viêm nhiễm đường hô hấp, rồi kể cả chữa SARS-CoV-2 mà có nguồn gốc là xuyên tâm liên. Chúng ta nhớ cách đây 7 tháng phải không ạ? Thì có khi chúng ta gọi là hot về xuyên tâm liên đấy. Và cơ quan y tế cũng đã có những cái phát biểu để hướng dư luận, hướng bà con sử dụng cho đúng là phù hợp, chứ lạm dụng quá xuyên tâm liên không được. Đây tôi nói thuốc nam nhé. Nhưng bây giờ ba cái thành phần mà như MC vừa nhắc, thì chúng ta phải nói số 1 là thanh hao vàng. Vì chúng ta mới có 6 vấn đề lớn mà vì thời gian không cho phép, mà các vị quý vị đã nghe rồi, tôi chỉ nói vắn tắt thôi ạ. Thanh hao vàng đã được sử dụng hàng ngàn năm nay, hàng mấy ngàn năm nay ở Việt Nam chúng ta. Đây là một vị về y học cổ truyền là tính vị đắng nhạt, ta đắng ít hơn so với xuyên tâm liên, nhưng mà nó lại là tính mát và quy kinh can và đờm, là gan và mật. Và đã các cụ chúng ta đã dùng hàng ngàn năm nay rồi để chữa các bệnh thanh nhiệt giải độc, rồi thậm chí là chữa sốt rét. Rồi đại danh y Thế Chương Tuệ Tĩnh cách đây 700 năm thì đã dùng thanh hao vàng để chữa sốt rét rồi. Và khoa học trên thế giới cũng đã nghiên cứu rất nhiều thanh hao vàng, không những chữa được sốt rét mà còn chữa được, hỗ trợ điều trị ung thư, rồi kể cả các cái bệnh tự miễn như là vẩy nến, như là viêm đa khớp dạng thấp, rồi điều trị cả những bệnh như là tiêu chảy do virus cỏ bò, rồi những FPS vân vân. Thì đấy là được trên thế giới cũng đã sử dụng điều trị rồi. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai tức là chính trong thanh hao vàng nó rất nhiều, nó có 220 hợp chất, mà hợp chất có nhiều hoạt chất. Thì trong đó nổi trội là cái hoạt chất chủ yếu nhất là acetaminophen và acetaminophen, rồi phenolic, rồi các đã được các trường học chủ yếu là Mỹ và Hồng Kông nghiên cứu rất kỹ, rất sâu từ những 20 năm trước trong cái vụ dịch 2002 của SARS-CoV-1 thì đã dùng thanh hao vàng và đã biết tác dụng của thanh hao vàng ức chế diệt cái con virus SARS-CoV-1 đó là gây SARS năm 2002. Và từ đó nghiên cứu rất nhiều và đã khẳng định, có nhiều công trình nghiên cứu ở Đại học Columbia, nghiên cứu tiền lâm sàng, nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân và đã chứng minh, và tất nhiên còn phải nghiên cứu nữa, nhưng đã chứng minh được hiệu quả của nó là nó các hoạt chất chủ yếu tác động ức chế được các enzyme mà sinh tổng hợp lên con SARS-CoV-2, tức là tiêu diệt nó, không cho nó phát triển với cái men CLPRO, tức là chymotrypsin-like protease. Thế rồi còn hợp chất như là artesunate có ở trong thanh hoa vàng lại là ức chế cái gen mà chúng ta khi chúng ta xét nghiệm PCR mà phần CT có hai cái gen, gen E với cái gen thiết yếu để con corona phân chia rồi phát triển được là cái gen RBD, RB, thì nó ức chế được cái gen đó. Thế rồi cơ chế như là có nhiều hợp chất khác như là phenolic.
Felix thì có tác dụng rất tốt khi tác động chống oxy hóa để ở trên niêm mạc đường thở, để ngăn cái tình trạng sơ phổi, có những hậu quả sơ phổi nữa, thì nó có tác dụng vì cái hàm lượng rất cao Felix làm cân bằng cái oxy hóa ở đường hô hấp. Thế rồi ngoài ra còn nhiều 220 hợp chất cái mà. Tôi lấy ví dụ như có 7 cái nhóm hợp chất của coumarin, mà coumarin là hợp chất của thuốc chống đông, mà chống đông ở đây là chống đông sinh học, và nó có tác dụng hỗ trợ trong cái dịch Covid chúng ta ở các trường hợp bị đông máu, trường hợp bệnh nhân nặng do nhiễm SARS-CoV-2. Thì rõ ràng là có rất nhiều hợp chất. Thế rồi có các nghiên cứu khác nữa là ở các trường đại học Columbia, rồi một nhà thực vật học ở Mỹ cách đây nghiên cứu rất rõ về trà, chỉ dùng cái lá trà là thanh hoa vàng, mà bên Mỹ thì gọi là ngải hoa vàng, và chỉ cần cái lá đó với cái liều là 5 gram lá trong một ấm chè pha để cho vào nước sôi sau 10 phút uống liên tục 5 ngày thì hết SARS-CoV-2. Thì đấy là những cái thí nghiệm mà người ta rất vui. Tất nhiên cái công trình còn phải nghiên cứu rất dài nữa để khẳng định cái vai trò tuyệt vời, là tôi có thể nói là tuyệt vời vì đây là gọi là thần dược cổ phương rồi. Và chúng ta thấy là ngoài ra còn có xuyên tâm liên. Xuyên tâm liên là nó có một hoạt chất, bản thân nó là tính đắng, vì đắng xuyên tim, tính đắng vị hàn, vị đắng tính hàn và quy kinh can và phế, và cũng được thanh nhiệt giải độc, dùng chữa bệnh rất nhiều rồi, từ trước đến nay rồi. Chúng ta không nói dài về xuyên tâm liên nữa, nhưng nó có một cái tác dụng, chỉ một tác dụng là nó ức cái hoạt chất andrographolit ở có trong xuyên tâm liên, ức chế cũng cái men chính như tôi vừa nhắc đấy ạ. Là cái enzyme CLPRO đấy, chymotrypsin like proteasa, thì cùng hợp với cải gai leo là sản phẩm bảo vệ gan đã được nghiên cứu rất nhiều ở thế giới và Việt Nam. Và chúng ta biết là cải gai leo thì nó là bổ gan và bảo vệ tế bào gan, ức chế sự phát triển của virus viêm BC, đã được chứng minh ở trên tiền lâm sàng và lâm sàng, mà cụ thể là Học viện Quân y chúng tôi nghiên cứu cách đây hơn 20 năm, đã có nhiều công trình đã đăng tải trên nhiều tạp chí có uy tín. Thì tôi xin nói tóm gọn là ba cái thành phần chính một cách nhanh và gọn như vậy. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà bác sĩ Hồ Bá Do vừa cung cấp đến với chương trình. Và thưa quý vị, sản phẩm Superhub 2.0 mà chúng ta tạm dịch là siêu thảo mộc, là sản phẩm kết hợp các chiết xuất từ các vị thuốc quý thanh hoa hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo trong việc hỗ trợ điều trị tổn thương phổi do virus và vi khuẩn. Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Multi Center theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Công nghệ mới Leskim Việt Nam. Và nếu như quý vị muốn nhận thông tin từ các chương trình khuyến mại đặc biệt của Superhub 2.0 dành cho các khán giả của Thuốc Nam cho Người Việt, quý vị hãy gọi điện về tổng đài miễn cước 0832-686668. Còn để đặt câu hỏi cho bác sĩ Hồ Bá Do thì quý vị hãy gọi ngay về tổng đài miễn cước của chương trình Thuốc Nam cho Người Việt 02-444-555-677. Còn bây giờ xin mời quý vị và bà con sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin đáng lưu ý về sản phẩm Superhub 2.0 trong tiểu mục Tinh Hoa Thuốc Việt ngay sau đây, và xem là những bệnh nhân hậu COVID-19 họ đã sử dụng sản phẩm và nói gì ạ. Hai tháng trước, ông Lâm Quốc Toản, một cán bộ ngành an ninh đã về hưu ở quận Đống Đa, Hà Nội, đã bị nhiễm COVID-19 mà không rõ nguồn lây. Khi được điều trị tại nhà, ông Toản đã dùng sản phẩm Superhub 2.0 giúp ông nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Khi bắt đầu uống thuốc rồi thì nó cứ hồi phục dần dần. Đầu tiên là giảm sốt, đầu tiên là hết ho. Thế sau đó rồi là một cái đầu tiên nữa là tôi không bị lao đao và chóng mặt nữa. Thế và khi đến ngày thứ ba thì nhiệt độ giảm hoàn toàn luôn, trở về bình thường. Và sức khỏe tôi bình thường. Hiện tại sức khỏe của ông Toản đã hoàn toàn bình phục. Không được may mắn như ông Toản, sau khi được điều trị khỏi COVID-19, cả gia đình anh Cục ở quận Hà Đông, Hà Nội lại gặp phải các triệu chứng di chứng hậu COVID. Thì như bản thân mình này, là ra đường là bị mất phương hướng. Mất phương hướng là ví dụ đến một cái ngã ba, ngã tư ấy, mà đang đi như thế nhưng mà đến đấy phát là dừng đèn đỏ xong là không biết rẽ hướng nào để về nhà nữa. Tự nhiên là mất như thế, nó phải dừng lại khoảng mất một phút để mình lục xem là mình cố lục lại xem là mình sẽ đi hướng nào để về nhà. Hoặc là ví dụ như là bây giờ nói uống thuốc nhé. Sáng ra là mình bảo là định để uống thuốc. Nhưng mà một lúc sau là không biết là có nhớ mình đã uống hay chưa. Thế là có hôm là còn quên cả không dám uống thuốc vì sợ nó trùng thuốc. Nó bị quên như thế. Tiếp tục sử dụng Superhub 2.0 sau khi khỏi COVID-19, gia đình anh Cục đã cải thiện được những triệu chứng di chứng hậu COVID, nhanh chóng trở lại với nhịp sống bình thường.
và cho đến tận bây giờ thì gần một tháng rồi mà tôi uống kéo dài đến tận bây giờ để thì cảm thấy những cái hậu Covid như là vị giác, khứu giác ấy thì nó đã không còn bị mất mùi và cảm giác ăn rất là ngon. Sau Covid còn lên cân nữa. Là một giảng viên đại học, tiến sĩ Hoàng Trọng Thanh thường xuyên phải giao lưu, tiếp xúc với nhiều người tại nhiều địa điểm. Điều này có nghĩa ông luôn ở trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao. Tuy nhiên, ông đã phòng tránh được sự tấn công của COVID-19 nhờ áp dụng nghiêm ngặt biện pháp 5K, đồng thời sử dụng Superhub 2.0. Đấy, chuẩn đi đâu, làm gì, ở đâu là tôi phải xác định cái đối tượng và cái môi trường. Tuy nhiên ý, tôi vẫn phải cảnh giác là trong số những cái người mình tiếp xúc ý, là có những người là người ta có mang bệnh nhưng người ta không biết. Chính vì thế tôi sử dụng cái Superhub này coi như là một cái giải pháp để phòng ngừa. Mà nếu như mình tiếp xúc với những người bị Covid ý, thì là điều trị luôn. Superhub 2.0 được bào chế từ 100% thảo dược tự nhiên với hai thành phần chính là thanh hao hoa vàng và xuyên tâm liên, có khả năng kháng ức chế virus SARS-CoV-2, giảm triệu chứng ho, đi ngoài, cải thiện khả năng miễn dịch, phục hồi tổn thương phổi do virus, vi khuẩn, qua đó tăng cường chức năng hô hấp. Ngoài ra, trong Superhub 2.0 còn có thêm thành phần cà gai leo giúp thải độc, thanh lọc cơ thể, ổn định tế bào gan, tăng cường chức năng gan. Nó sẽ hồi phục để hỗ trợ các cái tế bào trong gan để nó hồi phục lại rất là nhanh. Thế thì khi mà virus nó xâm nhập vào trong cơ thể á, thì quan trọng nhất là cơ thể mình phải có một cái hàng rào miễn dịch để bảo vệ. Nếu như hàng rào miễn dịch của mình tốt thì là virus nó sẽ đẩy lui ra. Còn đâu nếu như hàng rào của mình miễn dịch nó không tốt thì nó sẽ tấn công vào sâu bên trong thì nó sẽ ảnh hưởng đến phổi. Thế thì trong dòng sản phẩm này nó là một dòng sản phẩm kháng viêm và chống viêm nhiễm rất là tốt. Trải qua dây chuyền chiết xuất, sản xuất công nghệ hiện đại, các tinh chất dược chất tốt nhất của bộ ba thảo dược quý gồm thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo đã được chiết xuất và bào chế thành các viên nang. Nguyên liệu đây thì hoàn toàn là các cái nguyên liệu tự nhiên được lấy từ các cái vùng nguyên liệu ở trên khắp mọi miền của Việt Nam, đặc biệt là cái vùng Tây Nguyên cũng như là vùng Tây Bắc của chúng ta. Ở đây thì các cái sản phẩm súp hấp ta thì được sản xuất theo tiêu chuẩn của nhà máy tiêu chuẩn GMP. Mọi người với dùng sản phẩm này thì hoàn toàn yên tâm, nó là thảo dược vậy mà nó không tác dụng phụ và nó không có cái tác dụng khác đối với sức khỏe ta. Nó chỉ chức năng là giúp sức khỏe ta tăng cường sức đề kháng cũng như là phục hồi cái hệ hô hấp cũng như là cái phổi của ta. Dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và khó lường. Việc sử dụng Superhub 2.0 hàng ngày có thể hỗ trợ người lớn và trẻ em nâng cao sức đề kháng, tạo lá chắn bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của COVID-19 cũng như các bệnh lý về đường hô hấp. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Thuốc Nam cho người Việt, Nam dược trị nam nhân với chủ đề tư vấn hỗ trợ điều trị và phục hồi sức khỏe hậu COVID-19 tại nhà bằng y học cổ truyền. Và để có thể tìm hiểu về cách sử dụng thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo cũng như là các biện pháp hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, quý vị hãy gọi ngay về tổng đài miễn cước của chúng tôi 02-444-555-677 để được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá Do tư vấn trực tiếp. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi mà chúng tôi vừa tiếp nhận được đến từ khán giả Nguyễn Thị Liên, số điện thoại là 0904 3 số cuối 323 ở tại Thái Nguyên, có hỏi như sau. Sau 3 ngày mắc Covid thì em bị ho rất là nhiều, cảm thấy khó thở như là đeo tạ ở ngực. Vậy thì xin bác sĩ có thể tư vấn giúp em có thể mua sản phẩm gì để giúp long đờm giảm ho và cải thiện được tình trạng khó thở. Xin mời bác sĩ Hồ Bá Dọ. Vâng, như vậy là bệnh nhân đã nhiễm F0 3 ngày và điều trị tại nhà. Thế thì điều trị tại nhà thì đương nhiên những cái sản phẩm mà như dịu ho, giảm đau, hạ sốt, đúng không ạ, long đờm thì bệnh nhân cũng tự biết rồi. Các thuốc long đờm ra cửa thuốc hỏi thuốc long đờm thì từ trẻ em người lớn là rất sẵn, cũng từ dược liệu cả. Nhưng mà vấn đề là có cái sản phẩm nào có thể tác động trực tiếp tới cái sự xâm nhập của con virus SARS-CoV-2 thì chúng ta nghe từ đầu chương trình rồi, và cũng chương trình này cũng đã nói từ trước Tết rồi. Thì đây là sản phẩm mà có nguồn gốc thảo dược từ 3 cái loại thảo dược mà chúng ta vừa phân tích nhiệt trên với cái tên Superhub thì đã được sử dụng, hiện nay đã sử dụng hơn 10.000 người rồi và có khoảng 300 người đã gửi kết quả về báo cáo. Thì khi sử dụng sản phẩm này với cái điều trị F0 tại nhà, tức là thể không triệu chứng hoặc thể nhẹ, thì sau sớm nhất là sau 2 ngày xét nghiệm test PCR 24 tháng 1
năm 2021-22 thì sau 2 ngày với cái triệu chứng nhẹ thì sau 2 ngày hết triệu chứng và khi làm lại PCR thì không còn, tức là trở về âm tính, trở về âm tính. Và hai cái gen kia cũng hết, cái gen E và gen RBD ấy, cũng hết. Và như vậy là sớm nhất là 2 ngày, còn có nhiều trường hợp phải 3 ngày, 4 ngày. Đấy, thì bây giờ bệnh nhân đang bị nhiễm SARS-CoV-2 thì ngoài các biện pháp khác như chúng ta đã biết rồi, điều trị F0 tại nhà theo quy định của Bộ Y tế, các cái phương pháp điều trị, những bệnh nhân điều trị F0 tại nhà cần phải lưu ý điều gì thì Bộ Y tế luôn luôn có hướng dẫn rồi, thì chúng ta nên dùng thêm cái sản phẩm này. Ví dụ như bây giờ gọi điện về chương trình thì bệnh nhân cũng có thể là được sử dụng cái sản phẩm này. Vâng, cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ bác sĩ Hồ Bá Do. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được giải đáp cho một thắc mắc khác một vị khán giả đang gọi điện trực tiếp đến chương trình ngày hôm nay, đó chính là chị Hương, 38 tuổi ở tại Bình Phước. Và chị Hương đang có một câu hỏi muốn hỏi về người con của mình. Vâng, xin chào chị Hương ạ, không biết là con của chị đang có những cái biểu hiện như thế nào thì xin mời chị có thể chia sẻ với chúng tôi ạ. Dạ, bé thì bé 6 tuổi nhưng mà yếu là sức đề kháng của bé yếu á. Dạ vâng ạ. Em mà trong thời hiện giờ mọi người đều chích ngừa rồi thì cái mắt đó thì nó cũng đỡ hơn người lớn mình nhìn biết hơn á. Còn mắt đó thì nó nhỏ, mình là có ông thầy già với em bé nhỏ nên là em có chương trình thấy thuốc này là nó làm mình thở vô cố thì có vâng. Mình có uống, con bé nhỏ có uống được không và có ý là nó có giảm bớt được như là được hay là nó như thế nào không ạ? Dạ vâng, chị Hương ơi, không biết là gia đình chị thì đã có ai bị mắc COVID-19 hay chưa ạ? Dạ chưa, nhưng mà lăn chị muốn mua để phòng, à? Chị muốn uống để phòng, dạ vâng. Uống để phòng. Với cháu bé 6 tuổi ạ. Vâng. Thưa chị Hương, thế này, chúng tôi biết cái sản phẩm này là nâng cao miễn dịch và ngăn ngừa sự viêm nhiễm các cái tác nhân gây bệnh ở đường hô hấp chị ạ. Tức là bất kỳ cái loại nào xâm nhập vào cơ thể của con của chị, ví dụ vi trùng, vi khuẩn, các loại khác, và kể cả SARS-CoV-2, con virus đang gây đại dịch này, thì sản phẩm này đều có tác động. Mà tác động ở đây là theo cái cơ chế chúng ta vừa phân tích theo các hoạt chất sinh học có ở trong thanh hoa vàng, có trong cả cái reo, có ở trong xuyên tâm liên. Thì chị cũng biết đây là tác dụng nó coi như thêm một vũ khí nữa cho hệ miễn dịch cơ thể để chống lại sự xâm nhập đó. Và đây là đã được khẳng định ở trên thế giới và Việt Nam rồi. Và đặc biệt trong 2 tháng vừa rồi sử dụng. Thế thì về ý nghĩa phòng ở đây cũng không phải là phòng để không cho virus xâm nhập đâu ạ. Mà nó phòng khi virus xâm nhập vào cơ thể con của chị thì nó tiêu diệt. Đấy, có nghĩa là dự phòng điều trị hay mà trong y học gọi là điều trị dự phòng. Chứ không phải là dự phòng không cho virus xâm nhập. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chị dùng các cái sản phẩm như siêu hấp ấy, thì thường dùng cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Tất nhiên trẻ em bé hơn vẫn dùng được, nhưng bởi vì nó là viên con nhộng, thì viên nhộng này bé uống hơi khó. Và chúng ta tháo vỏ để uống bột thì đắng, vì trong này có xuyên tâm liên. Cho nên là chị có thể dùng dự phòng cho cháu cũng được, bởi vì chúng mình có thể tiếp xúc vì chưa biết nó nhiễm F0 lúc nào. Và thậm chí nhiễm rồi còn tái nhiễm, cho nên chị có thể dùng cho cháu 6 tuổi thì cháu uống điều trị dự phòng, tức là khoảng 4 viên một ngày chia 2 lần. Hoặc là chia nhỏ lần, cứ một lần một viên, cháu uống 3 lần, 4 lần. Đấy, thì cũng đó là một cái cách để dự phòng. Hoặc là có thể nâng lên 6 viên nếu cháu uống được, thì 6 viên chia 2. Mà mình dùng từ đợt 1, 5 ngày, 7 ngày thôi chị ạ. Chúng mình dùng liên tục. Vì chúng ta biết là khi chúng ta nhiễm F0 và điều trị khỏi, thì Bộ Y tế quy định là sau khi điều trị khỏi F0 thì phải 7 ngày vẫn kiêng mà, 7 ngày vẫn hạn chế tiếp xúc. Và sau 7 ngày thì mới hòa nhập cộng đồng một cách thoải mái. Nên vì chúng tôi lấy con số 7 là như vậy, dự phòng cho cháu có thể 5-7 ngày tùy chị. Vâng. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ bác sĩ Hồ Bá Do và cảm ơn chị Hương đã gọi điện về cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì âm thanh quen thuộc đã lại vang lên. Chúng tôi tiếp tục nhận được một câu hỏi khác đến từ chú Đãi, 54 tuổi tại Hưng Yên. Alo, xin chào chú Đãi ạ. Có vẻ như là chú đã bị F0 rồi và hiện nay thì chú đang có những triệu chứng hậu COVID-19 đúng không ạ? Vâng ạ. Dạ vâng, cụ thể thì những triệu chứng này như thế nào? Xin mời chú hãy mô tả để bác sĩ Hồ Bá Do có thể rõ hơn ạ. Vâng, báo cáo bác sĩ. Vâng ạ. Giờ tôi đang bị bây giờ đó kiểu như là họ cũng biết thì đang bị cái chân ngã, cái chân tập đi, cái chân đi thì đau, cái chân cứng. Vâng ạ, tức là chân đi lại khó khăn và bị đau chân ạ. Vâng. Ngoài ra thì chú còn những triệu chứng nào khác hay không ạ? Chú có ho hay là chú có tức ngực khó thở gì không ạ? Đấy, nó chỉ có cái tức ngực quá thở điều trị bây giờ nó đã đạt được 90% rồi, nó gọi gọi coi thứ hai đôi chân tập đi rồi. Vâng.
Vâng, thưa anh thế này ạ, bây giờ anh đã hậu Covid, mà chúng ta biết là hậu Covid này rất nặng nề. Vừa rồi thì Tổ chức Y tế Thế giới mới đưa cái định nghĩa bữa tháng 10 năm ngoái về hậu Covid, nhưng mà thực tế cái định nghĩa đó là sau 3 tháng cơ. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy rằng có khi ngay sau 1 tháng đã có hậu Covid rồi. Vâng. Và như đấy, cho nên là chúng ta những cái biện pháp điều trị hậu Covid thì hiện nay là vẫn chưa có quy định nào điều trị, vì nó 203 triệu chứng mà. Thì anh đây là có điều triệu chứng liên quan tới phổi, khó thở nhẹ, bây giờ nó đỡ rồi. Và nó diễn biến cũng phải vài 3 tháng anh ạ. Thế thì theo chúng tôi anh nên sử dụng cái sản phẩm này. Sản phẩm này nó có tác dụng là như tôi vừa phân tích trong chuyên tâm liên, nó có cái hợp chất phenolic ấy, có trong thanh hoa vàng. Thanh hoa vàng nó có hợp chất phenolic, nó tác dụng chống sơ phổi mà. Nó tác dụng gần là cái hàm lượng cao cái phenolic, nó tăng chống oxy hóa niêm mạc đường hấp của anh, để cho anh dễ thở hơn, bởi vì nó chống lại sơ hóa phổi. Thì đấy là cái hậu Covid mà như thế. Hoặc đương nhiên là nó sẽ nâng cao miễn dịch và sẽ đỡ mệt mỏi bởi tác dụng của cà gai leo nâng cao miễn dịch và giải độc, bổ gọi là thải độc, tăng thải độc cho gan mà. Và tất cả những cái thuốc anh uống, tất cả những cái, bởi vì khi anh đã mắc bệnh mà thì cái chức năng gan nó bị ảnh hưởng ít hoặc nhiều. Thì bây giờ anh tăng sức mạnh cho chức năng gan bởi cà gai leo thì tôi nghĩ nó hợp lý anh ạ. Mà anh không cần dùng liều hỗ trợ điều trị, vì hỗ trợ điều trị của sản phẩm Super Hub là có khoảng là 10 đến 16 viên tùy mức độ người, có thể 12 viên, 14, 16. Thì bây giờ anh chỉ dùng dự phòng thôi, anh có thể dùng 10 viên một ngày chia 2 lần. Và sở dĩ tôi đưa cái đây là vì tôi vẫn đang uống 10 viên một ngày chia 2 lần với tác dụng là điều trị dự phòng. Thì anh cũng nên dùng anh ạ, anh dùng khoảng 7 ngày anh ạ. Vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hồ Bá Do với những tư vấn vừa rồi. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi khác đến từ khán giả Nguyễn Thị Ngọc. Số điện thoại là 0358 3 số cuối 447 ở tại Quảng Ninh, có hỏi như sau. Con gái tôi năm nay 14 tuổi và cháu bị Covid-19, đã khỏi bệnh được 3 ngày nay. Sau khi cháu khỏi bệnh thì tôi lại bị nhiễm, do quá trình chăm sóc cháu nên là bị lây nhiễm. Và hiện thì nhà tôi vẫn còn chồng tôi và con trai 10 tuổi thì chưa bị nhiễm. Vậy xin hỏi là tôi cần phải có những biện pháp gì để có thể tránh lây nhiễm cho chồng tôi cũng như là con trai tôi, bởi vì là cả nhà tôi thì vẫn sinh hoạt chung. Tôi có thể dùng Superhub 2.0 cho cả nhà uống để tăng sức đề kháng cũng như là hỗ trợ điều trị Covid-19 và cải thiện tình trạng hậu Covid hay không? Và ngoài ra thì khán giả cũng có cung cấp thêm, đó là chồng của khán giả thì có tiền sử là cao huyết áp và mỡ máu ạ. Xin mời bác sĩ tư vấn trường hợp này ạ. Vâng, như vậy là tình trạng bệnh nhân là cả nhà bị nhiễm F0. Và chúng ta biết là bây giờ cái vấn đề là xác định lúc nào hết F0. Và theo quy định của Bộ Y tế là sau khi hết F0 thì bệnh nhân phải cách ly, tức là hạn chế trong 7 ngày. Và đây lại là cả nhà đều mắc, rồi mắc cả cái chủng mới mắc của mẹ nữa. Thì cho nên chúng tôi nghĩ là bên cạnh các biện pháp mà được Bộ Y tế hướng dẫn về những lưu ý chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà, thì chúng ta nên sử dụng thêm cái sản phẩm này, Superhub, bởi vì nó vừa có mang ý nghĩa điều trị dự phòng. Tức là nếu như người mẹ đương nhiên là dùng rồi, nhưng mà con đã ổn định rồi. Nhưng mà cái ổn định này thì chúng ta nghĩ là vẫn còn nguy cơ, bởi trong nhà vẫn còn. Mà chúng ta biết cái miễn dịch của cái con Omicron, các cái con SARS-CoV-2 này, nó rất kém, rất yếu. Và thời gian tồn tại tất nhiên tùy từng người. Nhưng mà chúng ta nhớ là các bệnh virus cúm thông thường khác thì chỉ khoảng 3 đến 6 tháng là hiệu lực bảo vệ của các kháng thể có ở trong các bệnh lý thông thường, cúm thông thường cũng đã giảm rồi. Huống hồ gì cái con này, mà con này nó biến chủng như vậy, có các biến chủng phụ nữa, thì hệ miễn dịch chúng ta để giữ được gì, mà cái đảm bảo một cái hiệu lực để chống lại sự xâm nhập của nó rất vất vả. Mà có nghĩa là gì, sau 1 tháng vẫn có thể nhiễm mới, nó rất kém, rất ngắn. Thì tôi lưu ý như vậy. Thì tức là tóm lại gia đình của chị vẫn còn có nguy cơ, cho nên vẫn nên sử dụng sản phẩm này với ý nghĩa là điều trị dự phòng thì nó ổn nhất. Và tùy tình hình thôi ạ, gia đình ít nhất có thể dùng đến 5-7 ngày. Và có điều kiện kinh tế chúng ta phải dùng dài hơn. Nếu chúng ta càng đi ra chúng ta tiếp xúc, vì sau 7 ngày thì chúng ta tiếp xúc thoải mái mà, thì chúng ta lại có dễ có nguy cơ hơn. Vì chúng ta biết Omicron nó lây rất nhanh, vì nó ngay ở mũi họng, nó lây rất nhanh. Thì bệnh nhân hết sức lưu ý điều đó. Cùng... Dạ vâng, như vậy là trong trường hợp này thì chị Ngọc vẫn có thể hoàn toàn sử dụng sản phẩm Superhub 2.0 cho gia đình của mình để có thể cải thiện cũng như là hỗ trợ phòng ngừa mắc Covid-19 ở chồng và con trai của chị. Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào chị Hòa, chị ngày hôm nay có những thắc mắc gì muốn gửi tới chương trình của chúng tôi đây ạ? Chào đài truyền hình, chào
chuyên gia bác sĩ Trịnh Thị Hồng đã cho. Vâng ạ, chào chị Hoa. Vâng, tôi là năm nay 48 tuổi. Vâng. Tôi cũng bị mắc COVID thì cũng bị mất 10 ngày thì mới âm tính. Vâng. Thì, tôi cũng có sử dụng cho tôi với cả bố mẹ tôi, gia đình tôi, cả nhà đều dùng cái super hấp 2.0. Vâng. Thì có một số trong người trong gia đình thì lại uống thì thấy rất là hiệu quả và cải thiện. Vâng. Nhưng mà cá nhân tôi uống thì lại thấy hiện nay vẫn bị ho, thì không biết là hiện nay tôi đang uống liều 9 viên một ngày tiêm 3 lần. Vâng. Có đúng không bác sĩ? Vâng. Cho phải ạ. Vâng ạ. Vâng, vâng, cảm ơn chị là chị là cũng không may mắc COVID mà đã khỏi được 10 ngày nay rồi, phải không ạ? Và trong nhà thì chị cũng đã đánh giá hiệu quả của sản phẩm Super Herb, rất là cảm ơn chị. Thế bây giờ tình hình của chị, mọi người thì ổn rồi, nhưng mà chị thì có thể với đáp ứng với dịch rồi cái sức khỏe mỗi người mỗi khác chị ạ. Và tất nhiên chị chưa già, 48 tuổi, nhưng mà những người trẻ thì nó khác, đáp ứng với người khác thì chị hiện nay vẫn còn, tôi tạm gọi là một cái hậu COVID chị ạ. Hết COVID rồi nhưng vẫn còn triệu chứng hậu COVID là những cái ho kéo dài. Mà cái triệu chứng này gặp phổ biến đấy chị ạ. Mệt mỏi 80% và mà cái ho kéo dài mà nguy cơ của sơ hóa phổi thì cũng là cao đấy, cái tỷ lệ này cũng 67%. Cho nên là bây giờ cái phổi của chị đã hết COVID rồi nhưng nó vẫn còn những cái tổn thương mà dễ nguy cơ của sơ phổi, thì chị cần phải dùng cái sản phẩm tiếp theo. Chị dùng 9 viên một ngày là hơi ít chị ạ. Trong cái liều hỗ trợ điều trị, xin phép chúng tôi gọi là hỗ trợ điều trị vì đâu phải là thuốc. Trong cái liều hỗ trợ điều trị của cái siêu hấp ấy, thì chúng tôi đều mong muốn mọi người sử dụng từ 12 đến 16 viên. Mà những người cho liều mạnh nhất là 4-4-4-4, tức là 4 lần 4-4-16 thì bệnh nhân về âm tính nhanh hơn. Còn nếu chị đã dùng 9 viên cũng được rồi, nhưng bây giờ đã hết COVID rồi, chị vẫn duy trì như vậy nữa khoảng một tuần. Còn nếu có viện chị có thể nâng liều cũng được. Thì bởi vì trong như tôi vừa phân tích trong thanh hoa vàng, nó có hợp chất Felix chị ạ, nó tác dụng chống oxy hóa niêm mạc đường hô hấp của chị để nó ngăn chặn cái tình trạng sơ phổi, nguy cơ sơ phổi của chị do ho kéo dài đấy. Thì tôi muốn lưu ý với chị thì chị vẫn có thể dùng được, và cũng tùy tình hình điều kiện kinh tế, và không những dùng cho chị mà cả gia đình nữa, và cái nguy cơ tái nhiễm vẫn hiện hữu. Vâng. Dạ vâng, như vậy là trong trường hợp này thì chị Hòa có thể tăng liều lên là từ 12 cho đến 16 viên một ngày, và chị vẫn sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm Super Herb 2.0 này trong vòng một tuần nữa để có thể có những chuyển biến tốt hơn về sức khỏe của mình. Và ngay lúc này chúng tôi cũng đã tiếp nhận được điện thoại đến từ cô Trinh ở tại Bắc Ninh. Alo, xin chào cô Trinh ạ. Cô Trinh có đang phải là F0 đang điều trị tại nhà hay là cô bị hậu COVID-19 ạ? Cô 16 hả? Vâng. Ở nhà. Vâng. Vâng, xin mời cô sẽ đặt câu hỏi tới bác sĩ Hồ Bá Cao của chúng tôi ạ. Nếu như cô Trinh đang theo dõi TV thì xin mời cô có thể di chuyển ra xa TV của mình ạ. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào tín hiệu điện thoại thôi ạ. Vâng, cô Trinh có nghe rõ tín hiệu của chương trình hay không ạ? Cô đang ngồi trước màn hình đây. À, dạ vâng, cô Trinh có thể di chuyển ra xa màn hình TV được không ạ? Nếu không tín hiệu của chúng tôi sẽ bị gián đoạn ạ. Vâng, và ngay lúc này thì xin mời cô sẽ đặt câu hỏi tới bác sĩ Hồ Bá Do ạ. Cái gì con hả? Vâng, xin mời cô Trinh, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào tín hiệu điện thoại thôi ạ. Và cô có thể đặt câu hỏi tới bác sĩ Hồ Bá Do luôn rồi ạ. Cô nói điện thoại đâu chị? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi, cô xin chào giáo sư và chào. Vâng ạ, xin chào chị. Vâng. Xin mời chị nói ạ. Tôi xin hỏi giáo sư là tôi bị COVID từ một tháng nay. Một tháng nay rồi, vâng. Khúc cổ Nga. Vâng. Ăn nhiều đã khỏi rồi, vẫn tay chung. Bây giờ thì tôi là cứ đau, đau ở bên cổ, nó cứ là chân lên đầu. Đau cổ. Không, tôi phải đau chân răng và lửa bên trái, và cổ cũng đau ở tay trái. Vâng. Theo giáo sư thì tôi có phải đi khám bác sĩ hay là điều trị như thế nào không ạ? Vâng ạ. Thưa chị như này, chị dùng Monopiravir muộn hay sớm? Thì sau khi chị phát hiện chị dùng ngay hay là chị mấy ngày chị mới dùng Monopiravir của Nga? Hôm mùng 10 thì là 11, 12 là tôi bắt đầu uống ạ. Vâng, vâng. Và chị uống sau 5 ngày phải không ạ? Vâng.
uống 5 ngày rồi, chứ vâng. Khỏi cái lại uống một liều nữa là uống vào 2 liều là 10 ngày ạ. À, tức là 10 ngày liên tục điều trị Monopiravir. Thưa chị thế này ạ, Monopiravir là thuốc mà thuốc Monopiravir đã được thông báo, Bộ Y tế thông báo và có nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Và xin thưa chị là một số nước trên thế giới, một số quốc gia người ta không dùng. Thế thì cái sản phẩm này nó có tác dụng phụ là gì ạ? Nó tác dụng phụ, ba tác dụng phụ lớn thôi, những cái tác dụng phụ giảm sinh sản thì tôi không nói. Nhưng mà cái liên quan cái triệu chứng đau người của chị đấy, đau cơ, đau chân của chị đấy ạ. Thì mà chị dùng 2 đợt liền. Thì thưa chị như vậy là có thể nhá, có thể đây là tác dụng phụ không mong muốn của thuốc Monopiravir của Nga. Và một nguyên nhân khác nữa, ngoài nguyên nhân này, ngoài cái có thể này thì có thể là hậu Covid của chị. Hậu Covid để lại tình trạng đau khớp, đau cơ của chị. Đấy, thế thì tôi muốn nói là thôi bây giờ chúng ta có thể nọ có thể kia thôi. Nhưng mà vì đường nào cũng dùng rồi. Người ta chỉ dùng 5 ngày thôi mà chị đã dùng 2 đợt. Đấy thì nói thật với chị là không bác sĩ không chỉ định như vậy đối với Monopiravir. Đây là vẫn là chất có rất nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Vì không có thời gian tôi không nhắc lại nữa. Vì cái này Bộ Y tế quy định rất rõ ràng rồi. Và các trạm y tế phường, xã cũng là nắm rất chắc cái tác dụng phụ không mong muốn này. Rồi chỉ định rất chặt chẽ. Đúng không ạ? Thì chị đã không may thì chị tiêm gấp đôi, chị dùng gấp đôi rồi. Thì bây giờ thì xin thưa chị thế này ạ. À, chuyện đã rồi. Thế bây giờ chị các cái biện pháp và giảm đau cơ xương khớp. Rồi chế độ ăn uống, chế độ tập luyện. Thì có những chương trình riêng, nhưng rất tiếc là thời gian không có đủ để tôi có thể tư vấn với chị. Nhưng chị như vậy là vẫn phải tập luyện, vẫn phải ăn uống các cái sản phẩm để nâng cao cái giảm các cái giảm thiểu đối bệnh lý về cơ xương khớp. Ví dụ về các cái thức ăn có nhiều khoáng chất, thế rồi có vitamin D, vân vân. Thì tôi đi sâu không nói cái đó nữa. Nhưng mà đối với cái sản phẩm này thì chị đã khỏi được một tháng này rồi. Thì tôi nghĩ rằng cũng cần phải uống để dự phòng thêm thì tôi không dám khuyên chị. Nhưng mà muốn tập trung vào chị hết sức lưu ý là cái hậu Covid. Tôi vẫn nghiêng về cái hậu Covid. Thôi còn tác dụng phụ thì đường nào cũng đã xong rồi. Cũng không thể làm gì được nữa. Nhưng mà chị có thể dùng sản phẩm này được. Bởi vì tác dụng giải độc của thanh hao hoa vàng, của xuyên tâm liên và cải gai leo đều có 3 tác dụng lớn là thanh nhiệt giải độc. Mà hiện nay chất độc của 2 đợt điều trị Monopiravir của chị có thể ít nhiều vẫn chưa thải hết. Thì cho nên là chúng tôi khuyên chị vẫn tiếp tục dùng được. Nhưng cái liều chỉ cần 9 viên, 10 viên một ngày chia 2 lần. Đấy, còn nếu chị có điều kiện chị vẫn có thể dùng 12 viên một ngày được. Dùng 5 ngày, 7 ngày chị nhá. Vâng, và nhân câu chuyện của cô Trinh thì chúng tôi cũng xin được cung cấp thêm thông tin về quý vị khán giả là thuốc Monopiravir là thuốc và chúng ta cần phải sử dụng khi có kê đơn của bác sĩ. Và trong trường hợp này thì cô Trinh đã tự ý mua thuốc về dùng và thậm chí là còn dùng với liều gấp đôi, 2 liệu trình, nên là hiện tại thì đã gặp phải những tác dụng không mong muốn. Vì vậy mà chúng ta cũng hết sức cẩn trọng khi mà sử dụng những sản phẩm như thế này. Và ngoài ra cũng xin được thông tin thêm đó là các nhà khoa học tại các trường đại học của Mỹ như là Đại học Columbia hay là Đại học Bách khoa Worcester đã chỉ ra rằng các tinh chất có trong cây thanh hao hoa vàng có khả năng ức chế hiệu quả virus corona nguyên bản và các loại virus corona biến thể hiện nay. Và thậm chí là với những mẫu lá thanh hao hoa vàng lưu trữ từ thời điểm phòng chống dịch SARS năm 2002 tại Hồng Kông cho đến nay thì vẫn còn nguyên được những tác dụng dược lý rất là tốt. Cùng với thanh hao hoa vàng thì xuyên tâm liên cũng được điều chế để hỗ trợ phòng trị các chứng bệnh về đường hô hấp do virus corona gây ra. Và xuyên tâm liên thì có tác dụng dược tính kháng sinh tự nhiên mạnh hơn cả kháng sinh tổng hợp. Ngoài xuyên tâm liên và cà gai leo thì còn có tác dụng giảm đau và tăng sức đề kháng nữa. Và bộ 3 sản phẩm này thì đã được bào chế tích hợp trong sản phẩm Superhub 2.0. Quý vị hoàn toàn có thể tham khảo để chúng ta sẽ có thể sử dụng trong quá trình hỗ trợ điều trị bệnh COVID-19 của mình. Và trước khi đến với những câu hỏi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời bác sĩ cùng quý vị sẽ nghỉ trong giây lát. Những thực phẩm làm sạch phổi. Thứ nhất, rau họ cải. Rau họ cải chứa các chất oxy hóa giúp cơ thể loại bỏ các độc tố. Bông cải xanh, súp lơ và bắp cải là một vài lựa chọn phổ biến cho người muốn giữ phổi khỏe mạnh. Thứ hai là thực phẩm chứa caroten. Caroten đã được chỉ định là chất oxy hóa giúp ngăn ngừa những nguy cơ gây ung thư phổi. Caroten có chứa trong các loại rau quả có màu cam hoặc đỏ. Cà rốt là lựa chọn tuyệt vời nhờ có chứa beta-caroten chuyển hóa thành vitamin A giúp giảm những sự cố của bệnh hen suyễn. Thứ ba là thực phẩm chứa axit béo omega-3.
Những nghiên cứu sơ bộ cho thấy những thực phẩm giàu axit béo có những tác dụng tốt đối với bệnh hen suyễn như cá, các loại hạt. Thứ tư là thực phẩm chứa prolate, vitamin B9. Những thực phẩm chứa prolate rất tốt trong việc chống lại quá trình gây ung thư phổi và ngăn ngừa các bệnh về ung thư. Rau chân vịt, măng tây, củ cải và đậu lăng là những thực phẩm giàu prolate. Thứ năm là tỏi. Hàm lượng allicin cao trong tỏi làm giảm viêm và chống nhiễm trùng. Nó phá bỏ các tế bào gốc tự do và có thể giúp cải thiện bệnh hen suyễn. Thanh Ha Hoa Vàng và Xuyên Tâm Liên là hai vị thuốc được các nhà khoa học tại Hồng Kông và Hoa Kỳ sử dụng để điều chế thuốc phòng trị loại virus gây ra dịch hô hấp cấp SARS vào năm 2002. Giờ đây, bộ đôi Thanh Ha Hoa Vàng và Xuyên Tâm Liên tiếp tục được các nhà khoa học trên thế giới đưa vào các bài thuốc phòng trị COVID-19 do chủng SARS-CoV-2 gây ra. Tại Việt Nam, với dây chuyền sản xuất và công nghệ hiện đại, các tinh chất tốt nhất của Thanh Ha Hoa Vàng và Xuyên Tâm Liên đã được chiết xuất và bào chế thành các viên nang SuperHub 2.0. SuperHub 2.0 có khả năng thải độc cho cơ thể, kháng, ức chế virus SARS-CoV-2, giảm triệu chứng ho, đi ngoài, cải thiện khả năng miễn dịch, phục hồi tổn thương phổi do virus, vi khuẩn, qua đó tăng cường chức năng hô hấp. Chào mừng quý vị và bà con đang quay trở lại với chương trình Thuốc Nam cho người Việt, Nam Dược, Trị Nam Nhân. Và chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay là tư vấn hỗ trợ điều trị và phục hồi sức khỏe hậu COVID tại nhà bằng y học cổ truyền. Quý vị hãy gọi ngay về tổng đài miễn cước của chúng tôi 02-444-555-677 để được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá Do tư vấn trực tiếp. Và ngay lúc này chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc đến từ khán giả Nguyễn Viết Hòa ở tại Thái Nguyên có hỏi như sau. Mẹ tôi năm nay 70 tuổi và bà bị COVID-19 đã khỏi bệnh được 2 tháng nay. Sau khi khỏi bệnh, bà có hiện tượng ho nhiều không dứt, thỉnh thoảng bà ho sặc sụa dẫn đến khó thở và đập chống ngực. Hiện tại thì mẹ tôi đã sử dụng sản phẩm SuperHub 2.0 được 3 tuần với liều lượng 9 viên chia 3 lần và tình trạng ho cũng như là khó thở đã được cải thiện rõ rệt. Xin hỏi mẹ tôi có nên dùng tiếp sản phẩm nữa hay không và liều dùng để duy trì sẽ là như thế nào? Xin mời bác sĩ ạ. Vâng ạ, chúng ta biết là đối với bà 70 tuổi đã bị nhiễm và đã sử dụng sản phẩm này thì đã có những có hiệu quả nhất định, và bây giờ thì bệnh nhân hỏi là có nên sử dụng tiếp. Tôi nghĩ là bệnh nhân vẫn đang ho, vì theo cái định nghĩa về hậu COVID của Tổ chức Y tế Thế giới tháng 10 năm 2021 là nói là sự xuất hiện sau 3 tháng khi nhiễm và khi điều trị xong rồi, khỏi rồi, và kéo dài các triệu chứng ít nhất là 2 tháng. Và cái triệu chứng này, như vậy bệnh nhân đã xuất hiện sau 1 tháng và bệnh nhân đã sử dụng sản phẩm này với cái liều 9 viên ngày và có hiệu quả, thì tôi nghĩ rằng bệnh nhân nên tiếp tục sử dụng tiếp mà vẫn duy trì cái liều này 9 viên ngày chia 3 lần. Nó tác động như chúng ta vừa phân tích bệnh nhân trước ấy, tức là tác động để chống lại cái sơ hóa phổi, nguy cơ sơ phổi hậu COVID của những bệnh nhân đã nhiễm SARS-CoV-2 rồi, thì mình để đề phòng cái đó, vì nó có hợp chất phenolic ở trong cái thanh nha hoa vàng với cái hàm lượng rất là cao, nên có tác dụng và cho nên là vẫn tiếp tục dùng. Còn dùng bao nhiêu ngày thì tùy bệnh nhân thôi. Có thể dùng 1 tuần xong chúng ta nghỉ 10 ngày, chúng ta lại dùng tiếp nếu triệu chứng còn. Còn triệu chứng ổn rồi thì tùy chúng ta có thể hạ xuống 8 viêm ngày hoặc 6 viêm ngày chia 2 lần, tùy điều kiện kinh tế của gia đình. Còn nếu mà đây có điều kiện kinh tế thì nên duy trì điều khoảng một vài tuần xong nghỉ 1 tuần xong lại dùng tiếp 1 tuần. Đến lúc nào hết các triệu chứng hậu COVID về nguy cơ của sơ phổi. Vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hồ Bá Do. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi cũng đã tiếp nhận được câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Huy Hoàng, 39 tuổi ở tại Hà Nội. Anh Hoàng có hỏi, cháu có triệu chứng là sau 5 ngày thì test nhanh âm tính và đến 7 ngày cho đến 10 ngày thì rất là khó thở và mệt. Xin hỏi bác sĩ tại sao mà đã âm tính vẫn có chuyển biến như thế, và cháu có thể dùng sản phẩm SuperHub 2.0 được hay không, và liều dùng như thế nào, mua sản phẩm ở đâu? Xin mời bác sĩ ạ. Vâng. Chúng ta biết có 3 cái ý của bệnh nhân hỏi. Bây giờ tại sao lại như vậy và dùng tiếp sản phẩm siêu có được không, và thứ ba là mua ở đâu. Thì vấn đề thứ nhất thì tôi có thể giải thích thế này. Bây giờ các cái triệu chứng hậu COVID trên thế giới và Việt Nam, các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được tại sao. Thậm chí lúc nhiễm COVID hoàn toàn không triệu chứng, nhưng sau khi khỏi COVID rồi lại có cái triệu chứng như bệnh nhân mô tả.
Đây, cho nên bây giờ vẫn chưa giải thích nào là cơ chế báo cytokin, nào là cơ chế thuốc chống đông, tác động gây đông máu của SARS-CoV-2, nào là tác dụng của gây kích thích gây các cái kháng thể tự miễn. Vẫn tóm lại là vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Cho nên câu thứ nhất là tại sao tôi lại như vậy thì tôi xin phép là không thể giải thích được. Bởi vì theo định nghĩa của Tổ chức Thế giới là sau 3 tháng, nhưng đây bệnh nhân thì sau mấy ngày đã có tác dụng rồi mà đã hết COVID rồi. Đấy, ý thứ hai là có nên tiếp tục sử dụng không, bởi vì bệnh nhân còn triệu chứng, mà còn triệu chứng khó thở, các triệu chứng liên quan tới phổi, thì vai trò của các cái hoạt chất sinh học có ở trong sản phẩm này vẫn có tác dụng, có tác dụng, cho nên bệnh nhân nên dùng tiếp. Và dùng đến bao nhiêu là tùy về kinh tế của bệnh nhân, có thể 5 ngày, 7 ngày, như thế. Và vấn đề câu hỏi thứ 3 thì xin mời MC sẽ giải thích. Dạ vâng, về thắc mắc của anh Hoàng đó là chúng ta có thể mua sản phẩm này ở đâu, thì chúng tôi xin được giới thiệu là sản phẩm Super Herb 2.0 được phân phối độc quyền bởi Multicenter theo ủy quyền của công ty cổ phần công nghệ mới Lexikin Việt Nam. Hoặc là anh Hoàng có thể gọi điện đến số hotline miễn cước đó là 0832686668 để có thể đặt mua sản phẩm này với mức giá rất ưu đãi dành cho các quý vị của Thuốc Nam cho Người Việt ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị khán giả khác, đó chính là chú Quốc ạ. Alo, xin chào chú Quốc, không biết là hiện nay thì chú đang có những sản phẩm như thế nào thì chú sẽ chia sẻ với chương trình của chúng tôi ạ. À dạ vâng, chúng tôi xin chào chú Bông ạ. Alo. À chào con. Dạ vâng, xin mời chú sẽ mô tả những thông tin triệu chứng của mình cho bác sĩ Hồ Bá Do được biết ạ. À xin chào bác sĩ ạ. Vâng ạ, xin chào anh Bông. Dạ, em bị COVID phòng tháng 9, nằm ICU từ khoảng 2 tháng rưỡi. Vâng. Bây giờ về là chụp CT giờ đầu là phát phỏng, bị tổn thương là 40%. Vâng. Vâng. Bây giờ đẹp là nó còn co kè. Vâng. Khó thở. Vâng. Thì nó bị oxy vẫn tụt. Vâng, phân áp oxy vẫn bao nhiêu ạ? Oxy thì nó lên tụt xuống, có lúc 90-92 thì nó lên lại. À, vâng, vâng, vâng. Là lúc lên cầu thang thôi, còn lúc mà bình thường thì không sao. Chỉ vâng. Có đi dục thì đi bộ, chỉ chạy nó mệt. À, vâng, khó thở khi gắng sức. Vâng. Dạ, đúng rồi. Vâng. Vâng. Như vậy anh Bông là đã khỏi được 1 tháng rồi anh? Dạ, em đã khỏi được 3 tháng rồi. À, 3 tháng rồi. Đấy thì đúng cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới là sau 3 tháng thì xuất hiện các triệu chứng hậu COVID. Thế thì hiện nay hậu COVID của anh là tổn thương đường phổi và biểu hiện cái khò khè, tức là khó thở. Mà anh lại khó thở, rất may cho anh là khó thở khi gắng sức. Chứ còn khi bình thường thì không khó thở. Đúng không ạ? Đương nhiên nếu như thay đổi thời tiết anh ạ, thì nó vẫn là khò khè đấy. Thế thì hiện nay không biết là anh, đương nhiên lúc bị thì anh bị là mức độ vừa hoặc nặng, phải không anh? Để cấp cứu bệnh viện anh nằm bao nhiêu ngày ạ? Em nằm trong ICU cấp cứu hơn 2 tháng. À, 2 tháng cấp cứu. Cho nên là cũng, vâng, cũng rất là vui mừng là đã chia mừng với anh đã trở về, phải không ạ? Dạ. Vâng, trở về mà bây giờ phân áp O2 nó vẫn có lúc thì bình thường, có lúc thì dưới 90. Tức là vẫn cái tình trạng phổi như anh vừa nói là tổn thương 40% mà. Thế thì hiện nay là vẫn cái nguy cơ sơ phổi, vẫn khò khè, vẫn khó thở. Mà khó thở khi gắng sức thì cái nguy cơ sơ phổi của anh ấy mà có thể đã sơ phổi rồi đấy, thì đã hiện hữu rồi anh ạ. 3 tháng rồi mà. Cho nên theo chúng tôi anh nên tiếp tục sử dụng, hoặc là nếu anh chưa sử dụng cái sản phẩm siêu hấp hôm nay thì anh nên sử dụng sản phẩm siêu hấp. Anh dùng một ngày 10 viên hoặc 9 viên hoặc 12 viên. Anh dùng từng đợt một anh ạ. Anh dùng 5-7 ngày, xong anh nghỉ một thời gian một tuần, và khi anh thấy có triệu chứng chưa ổn anh tiếp tục dùng tiếp anh ạ. Vì sản phẩm này là hoàn toàn thảo dược, mà cái ưu điểm của thảo dược chung cho các sản phẩm khác chữa các bệnh khác là dùng lâu dài có hiệu quả, nhưng lại không hề có một tác dụng phụ không mong muốn nào cả. Cho nên anh mạnh dạn anh dùng, và theo cái tình hình diễn biến bệnh của anh, tôi ngại nhất là cái sơ phổi, thì cũng mong muốn anh là anh sử dụng anh ạ. Vâng. Anh cần hỏi thêm gì không ạ? Dạ vâng, như vậy trong trường hợp này thì chú Bông có thể sử dụng sản phẩm Superhub 2.0 để có thể làm giảm nhẹ những cái triệu chứng hậu COVID mà chú Bông đang gặp phải. Xin được cảm ơn câu trả lời vừa rồi đến từ bác sĩ Hồ Bá Do. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình truyền hình trực tiếp Thuốc Nam cho Người Việt tuần này cũng đã hết. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Superhub 2.0 đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Để có thể tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm cũng như những chương trình ưu đãi đặc biệt, quý vị có thể gọi điện đến số tổng đài miễn cước 0832686668. Cảm ơn bác sĩ Hồ Bá Do đã tham gia chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.